hướng dẫn thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Về trình tự thực hiện bước 1, tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ cửa 21 tầng 2 Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang, khu nhà liên cơ quan, quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Số điện thoại 02043555760. Thời gian tiếp nhận hồ sơ, giờ hành chính các ngày trong tuần. Bước 2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ y tế tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang, tiến hành giải quyết như sau. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp giấy chứng nhận nếu có nhu cầu. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định hoặc ủy quyền thẩm định và lập biên bản thẩm định theo mẫu trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp ủy quyền thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo mẫu. Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày. Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu bằng văn bản cho cơ sở và cho cơ quan quản lý địa phương. Bước 3. Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương, giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận và kèm theo bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Tổ chức cá nhân nhận giấy chứng nhận đủ cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang hoặc qua đường bưu điện. Về cách thức thực hiện, nộp hồ sơ trực tiếp tại cửa số 21 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang. Gửi hồ sơ theo dịch vụ bưu chính công ích đến địa chỉ nơi nhận, cửa 21 tầng 2 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Giang. Về thành phần hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất, có xác nhận của cơ sở. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế tuyến huyện trở lên cấp. Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. Số lượng hồ sơ một bộ. Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp tỉnh quản lý. Về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định là Sở Y tế Bắc Giang. Cơ quan được ủy quyền là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của Sở Y tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính là giấy chứng nhận. Đối với phí, đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 500.000 đồng một lần một cơ sở. Đối với cơ sở khác được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 2.250.000 đồng một lần một cơ sở. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn là 700.000 đồng một lần một cơ sở. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ từ 200 suất ăn trở lên là 1 triệu đồng một lần một cơ sở. Thủ tục này không có lệ phí.